Xin chào mọi người. Chiều hôm nay thì mình đi ra thăm vườn. Vườn của một chị đang trồng nha đam tại khu vực Ninh Thuận. Thì chị này đang theo một cái lộ trình đó là xử lý cái bệnh đốm mắt cua và cái bệnh thối rễ. Đây, bệnh đốm mắt cua là nó như thế này nha mọi người. Bệnh này đa phần là do nấm và sức đề kháng của cây nó yếu, nên cái lực hút của rễ nó không đủ. Vì vậy nên nó không có hấp thụ đủ dưỡng chất, dinh dưỡng và nước để cho nó bơm từ gốc lên tới ngọn, để cho lá nó dày dặn hơn. Và những cái đốm này là nấm nó xâm nhập. Khi cây nó đề kháng yếu thì chắc chắn là cái bệnh nấm này sẽ phát triển. Và khi nó phát triển quá mạnh, nó sẽ lây lan qua nguyên một vùng mọi người. Và nó sẽ làm giảm năng suất, và cái bẹ nó sẽ rất là mỏng này. Nó không có đạt độ đúng độ dày để thu này. Nó mỏng và nó mềm, nó không có được săn chắc thịt, nó cứng cáp. Đó là một cái tổn thất về sản lượng khi mà bà con gặp phải cái tình trạng đó, là gốc rễ, đó là cái bộ rễ của cái nhà đam nó bị chậm phát triển, nó bị thối. Vì vậy nên nó sẽ không thể nào hút được dinh dưỡng nước, và dẫn đến cái hiện tượng là cái phần ngọn của cái lá nhà đam này nó sẽ bị teo đầu lá này, và nó sức đề kháng yếu, thì cái nấm nó sẽ xâm nhập và nó sẽ ăn và nó sẽ làm những cái đốm đốm như thế này trên cái cây. Vì vậy nên cái giải pháp như thế nào thì chúng ta phải bổ sung dưỡng chất hữu cơ vào cái tầng đất của cái lớp rễ, để cho rễ nó bung ra, nó phát triển mạnh. Và ưu tiên sử dụng những cái dòng phân hữu cơ như phân trùng quế, phân bò ủ hôi hay là phân gà ủ hôi. Mỗi loại phân chúng ta sẽ có một cái liều lượng nhất định. Thì ở đây hầu như là bà con tưới theo kiểu xả tràn. Mọi người thấy cái đường mương được thiết kế theo kiểu xi măng, cứ thả tràn và đóng mở từng khớp để cho nước nó vô. Thì chúng ta sẽ thả tràn phân hữu cơ vô từng luống như thế này. Thì mỗi luống như vậy thì nó rộng khoảng tầm 1m2, dài cũng tầm 5 đến 7 mét. Đấy, thì cũng tầm mỗi luống cũng tầm 7m2 ha. 7m2 như vậy thì chúng ta có thể bỏ khoảng một bọc nửa bao phân, cũng tầm, nếu mà phân trùng quế thì khoảng tầm 10 đến 15 kg là được. Còn nếu mà chúng ta thúc, đối với những cái vườn mà cây nó khỏe bình thường mà nó không bị bệnh này, yếu rễ thế này, thì một luống này cũng tầm 3 đến 5 kg là đạt nha mọi người. Thì chúng ta nhân diện tích ra, cứ 5 đến 7m2 là cũng 3 đến 5 kg là được. Phân trùng quế thì nó tươi, độ ẩm khoảng 80% thì nó khá là ướt, nên chúng ta hò tan vào nước thì nó sẽ giúp hò tan và nó sẽ thẩm thấu đều hơn vào bộ rễ ha. Đây là những cái hệ thống tưới của bà con nông dân. Đây là những cái tưới vải để chặn lại, khi mà muốn theo nước thì rút lên thì nước sẽ chảy tràn vô. Thì hôm nay tôi xuống giao cái một cái lộ trình tiếp theo, lần thứ hai của cái dinh dưỡng Alonogy Pro. Thì mọi người muốn biết cái dinh dưỡng này nó có những công dụng gì và lợi ích như thế nào thì cứ xem ở dưới bình luận cái video này, thì Vương sẽ gửi hình ảnh, thông tin hướng dẫn sử dụng và những cái thông số kỹ thuật, chi tiêu dinh dưỡng của cái dinh dưỡng đó. Thì hiện tại cái khu này là 3 sào rử, thì cái khu cái thớt này, hai thớt này trở về sau là đang bị bệnh khá nặng, thì chúng ta sẽ điều trị bệnh trước. Trong công tác nông nghiệp thì quan trọng nhất đó là chúng ta phải phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi mà cây đang bị bệnh thì chúng ta phải ưu tiên chữa bệnh trước cho cây, sau đó chúng ta mới bổ sung dưỡng chất, dinh dưỡng, hữu cơ để cây nó hấp thụ và nó phát triển nha mọi người. Chứ cây đang bệnh mà chúng ta tắt phân liên tục vô thì thứ nhất tốn tiền, thứ hai không hiệu quả, thứ ba làm tụt pH đất, chai đất, thứ bốn đó là làm cho cây càng ngày càng suy kiệt. Nên khi cây bị bệnh chúng ta phải chữa bệnh và tắt một lượng phức rất nhỏ dinh dưỡng thôi, không có bổ sung nhiều. Bởi vì bản thân chúng ta nếu mà bị bệnh thì không thể nào mà chúng ta ăn uống được, đúng không? Nên phải uống thuốc chữa bệnh trước thì chúng ta mới có thể là ăn uống được bình thường. Thì cây cũng vậy. Đấy. Thì lộ trình của chúng tôi đó là cứ một sào gia đam 1000 m2, cứ 15 ngày chúng ta chạy 5 lít dinh dưỡng Alonogy Pro và 1 lít dinh dưỡng quế đậm đặc dầu amino acid. Đấy. Thì 5 chai dinh dưỡng và 1 chai dinh dưỡng quế, tổng cộng 6 chai là một liệu trình một lần tưới cho 1000 m2. Đấy, thì nó sẽ giúp kích thích bộ rễ một cách phát triển bền vững và tăng năng suất, dày thịt, cứng cáp, không bị đổ ngã và hạn chế bệnh thối rễ, thối nhũng và teo đầu lá. Rồi, tôi sẽ đi một vòng cho mọi người xem cái thớt mà đang bị bệnh ha. Thì chị chủ vườn giao cho tôi theo dõi, kiểm tra xích sao cái khu vườn này. Thì tôi sẽ theo chia khu vực ra, khu vực nào bệnh chúng ta chữa bệnh trước. Chữa bệnh xong chúng ta mới đưa vi sinh, đưa hữu cơ vào để cây nó phát triển nha mọi người. Với thông số pH thì pH đất và EC đất khoảng tầm 5.5 đến 6 thì khá là hợp lý. Còn EC thì chị ấy chưa đo, nhưng mà pH nước và pH đất thì rất là ổn nha mọi người. Đây là cái bệnh nấm lá này. Đốm 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 mọi người thấy không? Đốm 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 teo đầu lá này.
Đấy. Khu này thì không bị thối nhũng nhiều, nhưng mà chủ yếu là bệnh thối rễ và bị teo đầu lá và bị đốm do nấm. Nguyên nhân gốc rễ thì như tôi nói đó, là chủ yếu là do cái bộ rễ của cây nha đam nó không phát triển được, thì nó sẽ không thể nào mà nó hút được dinh dưỡng và hút được nước để nó nuôi cây. Đấy. Chính vì vậy chúng ta phải giải quyết cái vấn đề là đưa hữu cơ vô đối kháng lại những cái chủng nấm khủng gây hại, kích thích cho bộ rễ phát triển bền vững tự nhiên, thì may ra cái cây nha đam của chúng ta mới phát triển được. Thì cái mật độ trồng nha đam ở đây rất là dày, khoảng 12.000 cây, 12-13.000 cây cho một sào 1.000 m². Đấy. Mật độ khuyến cáo mà trồng nha đam mà chúng tôi khuyến cáo là khoảng tầm 8-10.000 cây thôi để một sào. Đây là cái hoa nha đam nha mọi người. Thì khi mà cây nha đam đang ra hoa, tức là cây nha đam này nó đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn trưởng thành và già đấy. Một lần ra hoa là một lần mà cây nha đam nó thêm già, còn những cái khu vực khác thì nha đam nó chưa có già nha mọi người, nó vẫn còn non. Khu này hầu như là không bị thối nhũng nhiều, một sào thì bị còn vài cây thôi. Rồi tôi sẽ di chuyển lên phía trên cái khu vực mà cây nha đam nó khỏe, có ít bệnh hơn. Thì nhìn cảm quan màu sắc thì chúng ta thấy là cây nha đam nó không có bị đớm mắt cua nhiều ha mọi người ha, mọi người nhìn thấy không, nó không có bị đớm mắt, vẫn bị nhưng mà tỷ lệ rất là thấp, thấp hơn cái khu vực hồi nãy. Thì cái khu vực hồi nãy là chúng ta đang thực hiện cái lộ trình chữa bệnh, chưa có bổ sung dinh dưỡng nhiều. Và dinh dưỡng ở đây là chúng ta sử dụng dinh dưỡng hữu cơ, hữu cơ ha, đạm cá, đạm bánh dầu, đạm dịch trùng quế. Đấy, những cái loại đạm đó sẽ kích cung cấp nitơ, kali, đạm lân, kali cho cây nó phát triển, nó tăng kích thước bề dày lá này, đạt năng suất này, cây phát triển mạnh này. Đấy. Thì thời gian thu hoạch bể lá đối với một cái cây nha đam trưởng thành là từ 1 tháng 5 ngày. 1 tháng 5 ngày chúng ta sẽ thu hoạch một lần. Còn đối với một số chỗ người ta thu hoạch nhanh quá, ví dụ như 25 ngày người ta đã thu hoạch rồi, thì cái cây nó sẽ rất là yếu. Và cái 1 tháng 5 ngày mọi người lưu ý ha, con số 1 tháng 5 ngày là cái thời gian phù hợp để chúng ta thu hoạch bể lá nha đam. Đấy. Rồi, thì kết quả như thế nào thì trong đợt quay video tiếp theo tôi sẽ quay và cập nhật update cho mọi người xem thử là cái lộ trình cái điều trị bằng cái dinh dưỡng sinh học Alonutri Pro cho cây nha đam và dịch trùng quế xem như thế nào ha. Rồi. Thì chiều hôm nay tôi cũng có khá là nhiều việc nên quay video này xong thì chúng ta lưu tư liệu trên kênh YouTube, và mọi người có thể xem lại trên kênh YouTube Vương Trùng Quế ha. Và bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì mọi người cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, tôi sẽ giải đáp và hướng dẫn mọi người thêm. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.